Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là vòng chung kết Euro 2024 đang nóng hơn bao giờ hết. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi sẽ cập nhật đến với quý vị và các bạn lịch thi đấu cả 51 trận đấu của vòng chung kết năm nay, cũng như là cập nhật liên quan đến siêu máy tính dự đoán đội bóng nào vô địch tại giải đấu năm nay. Vòng chung kết Euro 2024 được diễn ra một tháng tại Đức, từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Có 24 đội tuyển tham dự được chia làm 6 bảng. Theo đó thì bảng A chắc chắn có đội tuyển chủ nhà Đức, Scotland, Hungary và đội tuyển Thụy Sĩ. Bảng B có Tây Ban Nha, Croatia, Ý và Albania. Đội tuyển Anh nằm ở bảng C cùng với Slovenia, Đan Mạch và Serbia. Bảng D có Ba Lan, Hà Lan, Áo và đội tuyển Pháp. Đội tuyển B nằm ở bảng E cùng với Slovakia, Romania và Ukraine. Tại bảng F thì có Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Cộng hòa Séc và đặc biệt đó chính là đội tuyển Bồ Đào Nha. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm, chọn ra hai đội dẫn đầu của mỗi bảng và bốn đội tuyển đứng ở vị trí thứ ba của các bảng có thành tích tốt nhất để vào chơi vòng 1/8. Mới đây thì siêu máy tính đã đưa ra một dự đoán về thành tích của 24 đội tuyển tham dự Euro 2024 này. Và chúng ta cũng không lạ lẫm gì với việc siêu máy tính này đã đưa ra dự đoán đội tuyển Anh có tỷ lệ vô địch là cao nhất so với các đội tuyển khác. Cụ thể là đội tuyển Anh có 19% cơ hội vô địch, khả năng đứng đầu bảng của đội bóng đến từ xứ sở sương mù lên đến 65%, cơ hội vào đến vòng 1/8 là 97%, xác suất vào đến tứ kết là 72%, còn cơ hội vào đến trận bán kết là 48% và 31% là khả năng đội tuyển Anh đến với trận đấu chung kết. Đây là dự đoán đến từ siêu máy tính Betty. Ngoài ra thì đội tuyển Pháp được đánh giá cao thứ hai với 58% khả năng đứng đầu bảng, cơ hội vào vòng 1/8 là 93%, khả năng vào đến tứ kết là 71%, vào đến bán kết là 41%, 30% khả năng vào đến trận chung kết và cơ hội vô địch của đội bóng này là 18%. Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, thế nhưng siêu máy tính dự đoán đội tuyển Đức chỉ nằm ở vị trí thứ ba với khả năng đứng đầu bảng là 64%, 94% lọt vào đến vòng 1/8, khả năng vào đến tứ kết là 60%, cơ hội vào đến vòng bán kết của đội tuyển Đức là 42% và khả năng lọt vào đến trận chung kết là 21%, xác suất vô địch là 15% dành cho đội tuyển Đức. Nằm ở vị trí thứ tư là đội tuyển Tây Ban Nha với 45% đứng đầu của bảng đấu, khả năng vào đến vòng 1/8 là 90%, khả năng đến với tứ kết là 66%, cơ hội vào đến bán kết là 38% và xác suất dành cho đội bóng này có thể đến với trận chung kết là 23%, khả năng vô địch của Tây Ban Nha là 12%. Trong một kỳ Euro mà người hâm mộ bóng đá Bồ Đào Nha kỳ vọng là Cristiano Ronaldo lại có thêm được cho mình một danh hiệu để có thể đường đường chính chính hoặc là giải nghệ hoặc là có thể giành được quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp. Thế nhưng siêu máy tính của chúng ta cũng chỉ đặt Bồ Đào Nha nằm ở vị trí thứ 5, xếp sau là Italia, Bỉ, Hà Lan, Croatia. Bốn đội tuyển bị đánh giá thấp nhất bao gồm Georgia, Albania, Slovakia và Romania. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn đến với lịch thi đấu cụ thể các trận đấu. Sau lễ khai mạc ngày 15 tháng 6 thì chúng ta sẽ có trận đấu vào lúc 2 giờ. Đội tuyển chủ nhà Đức sẽ tiếp đón đội tuyển Scotland. Trận đấu này nằm trong khuôn khổ của bảng A. Vào lúc 20 giờ thì tại bảng A có trận đấu giữa đội tuyển Hungary và đội tuyển Thụy Sĩ. 23 giờ thì Tây Ban Nha sẽ đối đầu với đội tuyển Croatia. Ngày 16 tháng 6, Albania sẽ gặp đội tuyển Italia vào lúc 2 giờ rạng sáng. 20 giờ thì Ba Lan sẽ gặp đội tuyển Hà Lan. Slovenia sẽ đối đầu với đội tuyển Đan Mạch vào lúc 23 giờ. Ngày 17 tháng 6, đội tuyển Anh sẽ có trận đấu mở màn với đội tuyển Serbia vào lúc 2 giờ sáng. Vào lúc 20 giờ thì Romania sẽ gặp Ukraine. Đội tuyển Bỉ của Lukaku sẽ gặp với Slovakia vào lúc 23 giờ. Ngày 18 tháng 6 sẽ không có trận đấu vào lúc 20 giờ. Vào khung giờ 2 giờ, đội tuyển Áo sẽ gặp đội tuyển Pháp. 23 giờ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Georgia. Ngày 19 tháng 6 thì vào rạng sáng 2 giờ, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có trận đấu đầu tiên và đối thủ của họ đó chính là đội tuyển Cộng hòa Séc. Vào lúc 20 giờ, Croatia sẽ gặp đội tuyển Albania. Chủ nhà Đức sẽ có trận đấu thứ hai với đội tuyển Hungary vào lúc 23 giờ. Ngày 20 tháng 6, Scotland sẽ gặp đội tuyển Thụy Sĩ vào lúc 2 giờ rạng sáng. Vào khung giờ 20 giờ, Slovenia sẽ gặp Serbia. Đội tuyển Anh sẽ có trận đấu với đội tuyển Đan Mạch vào lúc 23 giờ. Ngày 21 tháng 6, Tây Ban Nha sẽ có trận đấu với Italia vào khung giờ 2 giờ rạng sáng. Vào lúc 20 giờ cùng ngày thì Slovakia sẽ gặp Ukraine. Đội tuyển Ba Lan sẽ gặp đội tuyển Áo vào lúc 23 giờ. Ngày 22 tháng 6 vào lúc 2 giờ rạng sáng, đội tuyển Pháp sẽ có trận đấu với đội tuyển Hà Lan. Georgia sẽ gặp Cộng hòa Séc vào lúc 20 giờ. Trận đấu sớm nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 22 tháng 6, đó chính là cuộc đụng độ với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 23 tháng 6 sẽ có một trận đấu duy nhất vào rạng sáng 2 giờ, đội tuyển Bỉ sẽ gặp Romania. Lượt trận thứ 3 sẽ được bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 và cùng giờ 2 giờ rạng sáng thì sẽ có đồng hành diễn ra hai cặp đấu. Đội tuyển Đức sẽ gặp đội tuyển Thụy Sĩ, trong khi đó thì Scotland sẽ gặp đội tuyển Hungary.
ngày 25 tháng 6 sẽ có 4 trận đấu, vào lúc 2 giờ sẽ có 2 trận. Croatia sẽ gặp Italia, trong khi đó thì Albania sẽ đối đầu với Tây Ban Nha cùng vào cùng giờ đó. Vào lúc 23 giờ, đội tuyển Hà Lan sẽ gặp đội tuyển Áo, đội tuyển Pháp sẽ đối đầu với đội tuyển Ba Lan cũng vào 23 giờ. Ngày 26 tháng 5 vào lúc 2 giờ sáng, đội tuyển Anh sẽ gặp Slovenia, cũng vào cùng giờ đó thì Đan Mạch sẽ đối đầu với Serbia. 23 giờ tại bảng E sẽ có 2 trận đấu, Slovakia sẽ gặp Romania, đội tuyển Bỉ sẽ gặp đội tuyển Ukraine. Ngày 27 tháng 6, hai trận đấu cuối cùng khép lại vòng bảng. Vào lúc 2 giờ, Cộng hòa Séc sẽ gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ gặp đội tuyển Georgia. Sau lượt trận thứ 3 thì chúng ta sẽ có những trận đấu ở vòng 1-8 vào ngày 29 tháng 6 cho đến ngày 3 tháng 7. Sau đó thì vòng tứ kết sẽ được diễn ra từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7. Các trận đấu bán kết sẽ được diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 7. Trận đấu chung kết của vòng chung kết Euro 2024 sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 7. Và tất nhiên là điều quan tâm nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam ngay lúc này là theo dõi vòng chung kết Euro 2024 tại đầu. Thì chúng tôi cũng xin phép được cập nhật, cũng giống như ở bản tin trước thì chúng tôi cũng đã nói. Tuy nhiên thì bây giờ thì chúng tôi cũng cập nhật lại để quý vị và các bạn rõ hơn. Đó chính là đơn vị TV360 của Viettel đã nắm giữ, sở hữu bản quyền, độc quyền của tất cả các trận đấu của vòng chung kết Euro 2024. Chính vì thế mà quý vị và các bạn có thể theo dõi tại TV360 của Viettel. Sau tất cả, quý vị và các bạn hãy dự đoán đội bóng nào trong 24 đội tuyển trên tại châu Âu sẽ vô địch tại kỳ Euro 2024 này. Và tất nhiên những thông tin liên quan đến lịch thi đấu, bảng xếp hạng tất cả các bảng đấu sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những video sau.